AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Minion Slayer Growth Defense là tựa game mobile có lối chơi vô cùng mới lạ khi kết hợp yếu tố thủ thành truyền thống với yếu tố nhập vai đầy tươi mới. Từ đó, trò chơi thổi một luồng gió mát vào phong cách thủ thành kinh điển, hứa hẹn đem đến những giây phút vừa đã tay vừa căng não cho mọi game thủ. Với cách chơi, yếu tố chính trong Minion Slayer vẫn là thủ thành. Tại đây bạn có thể tự đặt các cạm bẫy, những cung thủ ở các vị trí khác nhau để ngăn chặn lũ quái vật đông và hung hãn. Để giành chiến thắng thì người chơi phải có một chiến thuật hợp lý để giúp hàng rào phòng thủ đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đấy bạn vẫn có thể điều khiển nhân vật của mình để tiêu diệt lũ quái vật. Game có nhiều class khác nhau mang đậm nét một game nhập vai với các loại vũ khí, phép thuật cũng như sự nâng cấp sau mỗi màn chơi. Bên cạnh lũ quái vật cấp thấp khá là yếu đuối, nhưng đám quái vật đặc biệt với nhiều phép thuật sẽ gây không ít khó khăn cho bạn. Chiến thuật của bạn sẽ luôn phải thay đổi sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh và phù hợp với cả lượng tiền ít ỏi trong mỗi màn nữa. Minion Slayer cung cấp cho bạn nhiều loại tháp canh và cạm bẫy mới được mở khóa sau mỗi màn chơi, như các cạm bẫy đóng băng hay cạm bẫy thiêu đốt. Bạn phải thử nghiệm nhiều loại bẫy và tháp khác nhau để tìm ra combo hoàn hảo nhất. Minion Slayer Growth Defense có đồ họa 2D, phong cách hoạt hình khá đơn giản, nhưng có gam màu tươi sáng, tạo hình bắt mắt. Các class nhân vật và lũ quái vật có hình dạng chibi rất đáng yêu. Trong đấy, cơ chế điều khiển của game cũng khá thân thiện với mọi lứa tuổi, giúp bạn dễ dàng làm quen. Các điểm đặc sắc của Minion Slayer: gameplay kết hợp thủ thành và nhập vai hấp dẫn, số lượng màn chơi phong phú, thử thách cao, nhiều loại tháp canh, cạm bẫy, đồ họa nhẹ nhàng, tươi sáng, phù hợp mọi lứa tuổi, cơ chế điều khiển trực quan. Cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.